Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24 tháng 8 thông báo cung cấp gói viện trợ an ninh lên đến là 3 tỷ đô la, lớn nhất từ trước đến nay cho Kiev, trùng với thời điểm là Ukraine kỷ niệm ngày lễ độc lập, cũng như là cán mốc là 6 tháng bị Nga đánh vào Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết đang phối hợp với ngành công nghiệp quốc phòng tăng tốc sản xuất hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS viện trợ Ukraine. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine và đang làm việc với các nhà thầu để đẩy mạnh việc sản xuất các vũ khí, khí tài quan trọng. Một quan chức Lầu Năm Góc phụ trách mua sắm vũ khí và phát biểu khi tham quan nhà máy, nơi sản xuất HIMARS và hệ thống hỏa tiễn đa nòng dẫn đường. Thế trong lúc đó thì quân đội Mỹ sẽ cung cấp thêm kinh phí để công ty nào có thể sản xuất được cái HIMARS này? Labenter cho biết thêm quân đội Mỹ sẽ cung cấp thêm kinh phí để mà Lockheed Martin mua thiết bị, mở rộng dây chuyền sản xuất và phát triển đẩy mạnh dây chuyền sản xuất pháo HIMARS. Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine tất cả là số lượng là 16 tổ hợp HIMARS cùng với lượng đạn khổng lồ được chưa được công bố bằng chứng chi tiết rõ ràng. Hệ thống HIMARS được Mỹ chuyển giao cho Ukraine, đây là một biên chế kíp vận hành và có thể mang tới 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227 ly với tầm bắn từ 80 cho đến 90 km. Đây là loại vũ khí có kết quả và có thể giúp cho quân đội Ukraine tấn công sâu hơn vào tất cả những mục tiêu trọng yếu của phòng tuyến Nga. Cái điều này có bị Moscow phản ứng lại như thế nào không, Xuân Quỳnh? Mặc dù Moscow nhiều lần tuyên bố đã phá hủy một số tổ hợp HIMARS ở Ukraine, giới chức Mỹ vẫn cho rằng Nga chưa làm được điều này. Trong khi đó, thì quân đội Ukraine tiếp tục dùng HIMARS tập kích các mục tiêu quan trọng trong khu vực Nga kiểm soát, trong đó có những cây cầu chủ yếu ở tỉnh Kherson. Trong lúc đó, thì tin từ Bộ Quốc phòng đến đi cho biết rằng vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, thì cho biết Ukraine hiện nay đang sử dụng hiệu quả tất cả các bệ phóng di động hàng nhẹ và các loại đạn tấn công chính xác được cơ sở sản xuất của nó là do hãng Lockheed Martin. Tuy nhiên, thì giới chuyên gia lo ngại là Ukraine có thể đã hết đạn HIMARS trong vòng 3 cho đến 4 tháng tới, thậm chí là ngắn hơn, với tốc độ khai hỏa như hiện nay và nguồn cung giảm dần từ Hoa Kỳ. Trong lúc đó, thì Lầu Năm Góc cho biết rằng họ đã gửi lô vũ khí và thiết bị quân sự trị giá lên tới 770 triệu USD để giúp Ukraine có thể đối mở rộng tất cả các đợt phản công trong cái cuộc hành quân đến miền Nam trong những ngày tháng tới đây. Đức hiện nay là một trong những quốc gia hình như họ muốn hỗ trợ đặc biệt cho Ukraine. Họ hỗ trợ gồm những cái gì, thưa Xuân Quỳnh? Thủ tướng Đức nói nước này có thể nhận trách nhiệm đặc biệt về xây dựng các năng lực pháo binh vào phòng không cho Ukraine. Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz kêu gọi các nước đồng minh có sự phân công đáng tin cậy và cũng như là dài hạn về hỗ trợ Ukraine. Tôi có thể tưởng tượng Đức sẽ nhận trách nhiệm đặc biệt về xây dựng các năng lực pháo binh vào phòng không cho Ukraine, ông cho biết. Thủ tướng Đức đã tái khẳng định cam kết Đức hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine đến cùng, sẽ gửi các vũ khí hiện đại như hệ thống phòng không, radar, máy bay không người lái đến Kiev trong vài tuần tới. Thế thì ông Scholz đưa ra một cái bình luận sau khi chính phủ Đức đưa ra một cái tuyên bố vào ngày 23, thì cái thông cáo chung cấp này cho biết ông sẽ làm cái gì? Ông Scholz đã đưa ra bình luận sau khi chính phủ Đức ngày 23 cho biết là sẽ cung cấp thêm 500 triệu Mỹ Kim viện trợ quân sự cho Ukraine. Các thiết bị quân sự sẽ gồm có hệ thống phòng không, IRIS-T, xe bọc thép, pháo phản lực, đạn chính xác và thiết bị chống máy bay không người lái. Thế Đức đã viện trợ trong quá khứ nhiều vũ khí trang bị cho Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga, trong đó có nhiều vũ khí hạng nặng như pháo tự hành, pháo phản lực và tổ hợp phòng không. Thế thì Berlin ngày gần đây đã chỉ trích về tất cả những sự chậm trễ chuyển giao cho Kiev như thế nào? Có thể nói Berlin gần đây đã hứng chịu nhiều chỉ trích về việc chậm trễ chuyển giao vũ khí cho Kiev, khiến lòng tin và cũng như là các đồng minh với chính quyền Thủ tướng Đức dần suy giảm. Thủ tướng Đức cũng báo cáo tuyên bố Đức sẽ chuyển giao toàn bộ những vũ khí tài đã cam kết nhưng không ấn định mốc thời gian cụ thể. Đó là vài tin tức mà sáng nay Thế giới chuyển động của chúng tôi muốn gửi đến quý vị.